cũng lấy được khá khá rồi nha. Còn lại một ít nữa mới là bắt đầu. Đang thắc mắc không biết sẽ nào. Xem một chút bài nữa mà đó tiếng Anh thì tôi cũng nói cho bạn đó tiếng Anh yeah. Cái nắm mà làm cái như là để bỏ đồ nghề á, xe này cũng có cái hạ chân á, hạ chân bán cứu hỏa là chạy xe là cái nào cái đó là đúng rồi, bán ngồi đằng kia đi để bán ngồi được một cái gì ở đây. Anh trong cái bồi ba rồi. Bên ngồi bên trong. Ngồi bên trong. Bên trong thì sao? Cắn dây của Ben ơi. Con chuột. Chuột một thật. Bắt dây Ben rồi, nước bây giờ phun lên đó rồi thì nó không chạy ra được nữa. Sao ba lại phải mua dây khác phát thay nha. Đúng. Nên đi ra mà không có tay hướng à. Nó để chỉ cái hướng á, chỉ hướng. Phun xuống đây để phun. Đây. Đây là chỉ nước nè. Thank you.